Cô mến chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta lại gặp nhau ở tiết lịch sử lớp 5 này. Các em ạ, à, để học tốt môn lịch sử lớp 5, các em cần chuẩn bị cho cô sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 5, vở tập trắng, vở về tập lịch sử 5, viết thước kẻ, tập nháp, bản con. Các em thân mến, sau đây cô có một số câu hỏi có liên quan đến nội dung của bài học trước. Cô sẽ cho các em trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhé. Câu 1. Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc là A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta B. Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta C. Tất cả các y trên Đáp án của chúng ta đó là Đáp án C. Tất cả các y trên Chúng ta tiếp câu 2 nhé. Đây là hình ảnh bác Hồ làm việc bên chiếc liều dựng tạm trên đường đi kiểm tra mặt trận biên giới năm 1950. Các em quan sát hình ảnh nhé. Và cho cô biết, hình ảnh trên giúp em hiểu thêm gì về bác Hồ Kính Yêu? A. Bác Hồ cũng chịu đựng gian khổ như những chiến sĩ ngoài mặt trận. B. Bác Hồ luôn bám sát thực tế để lãnh đạo kháng chiến. C. Bác Hồ ghi nhật ký trên đường hành quân. Đáp án của chúng ta đó là... Đáp án B. Bác Hồ luôn bám sát thực tế để lãnh đạo kháng chiến. Tiếp câu 3. Quân ta mở chiến dịch biên giới thu đông năm 1950 nhằm mục đích gì? A. Giải phóng một phần biên giới Việt Trung. B. Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc. C. Phá tan âm mưu khóa chặt biên giới Việt Trung của địch, khai thông đường liên lạc quốc tế. D. Tất cả các y trên Cô nghĩ các em có đáp án rồi. Đáp án cho câu hỏi này đó là D. Tất cả các ý trên. Các em thân mến, qua phần kiểm tra kiến thức, cô có lời khen cho các em nhé. Chúng ta qua phần bài mới nhé các em. Bài mới hôm nay cô giới thiệu đến các em đó là bài Hậu Phương những năm sau chiến dịch biên giới. Sách giáo khoa trang 35, 36, 37. Các em lặp lại từ bài cùng cô lần hai nào. Hậu Phương những năm sau chiến dịch biên giới. Nội dung bài học hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu thông qua ba hoạt động. Hoạt động thứ nhất, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng vào tháng 2 năm 1951. Hoạt động thứ hai, sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới. Hoạt động ba, Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc vào ngày 1 tháng 5 năm 1952. Chúng ta sẽ đi vào từng hoạt động nha các em hoạt động 1 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng vào tháng 2 năm 1951. Trước khi đi vào hoạt động, các em giải thích cho cô một số từ ngữ sau. Em hiểu thế nào là hậu phương? Đúng vậy các em. Hậu phương là vùng tự do, không bị địch chiếm đóng trong kháng chiến, nơi cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến và đây cô sẽ cho các em xem một số hình ảnh có liên quan đến hậu phương nhé. Hình ảnh thứ nhất, bộ đội giúp dân cấy lúa. Hình ảnh thứ hai, thanh niên sung phong đang gặt lúa. Hình ảnh thứ ba, xe thồ phục vụ kháng chiến. Hình ảnh thứ tư, bác Hồ thăm công binh xưởng đầu tiên ở Việt Bắc. Hình ảnh thứ năm, giáo sư Hồ Đắc Di giảng bài cho sinh viên hình ảnh thứ sáu thanh niên sung phong tải đạn ra tiền tuyến và đó là những hình ảnh có liên quan đến hậu phương đấy các em chúng ta tiếp nhé em hiểu thế nào là tiền tuyến tiền tuyến là nơi giao chiến giữa ta và địch tiền tuyến chiến đấu để bảo vệ hậu phương và đây là hình ảnh về tiền tuyến đấy các em trong ảnh là các chiến sĩ bộ đội ta đang tham gia chiến đấu ngoài tiền tuyến nào các em cùng cô đọc thông tin trang 35 sách giáo hoa nào cùng đọc với cô nhé sau chiến thắng biên giới năm 1950 hậu phương của ta ngày càng vững mạnh góp phần cùng tiền tuyến chiến thắng thực dân pháp tháng 2 năm 1951 đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng họp đại hội chỉ rõ ràng để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi phải phát triển tinh thần yêu nước đẩy mạnh thi đua chia ruộng đất cho nông dân các em dựa vào thông tin sách giáo khoa mà chúng ta vừa đọc ở trang 35 để trả lời cho cô câu hỏi nhé. Câu 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu? Dựa vào thông tin để trả lời nhé các em. Cô nghĩ các em đã tìm ra thông tin cho câu hỏi số 1 rồi. Và đây là câu trả lời của cô. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng diễn ra vào tháng 2 năm 1951. Cụ thể là từ ngày 11 tháng 2 năm 1951 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Chúng ta tiếp tục nhé các em. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam? Các em dựa vào thông tin sách giáo khoa trang 35 để trả lời cho câu hỏi này nhé cô nghĩ các em có câu trả lời rồi và đây là câu trả lời của cô đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng đề ra nhiệm vụ đó là đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cô và các em tiếp tục nào để thực hiện nhiệm vụ đó quân và dân ta phải làm gì các em đã có đáp án chưa để xem đáp án của các em có trùng với đáp án của cô hay không nhé. Và đây là đáp án của cô. Để thực hiện nhiệm vụ đó, quân và dân ta phải phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân. Và đây là hình ảnh đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng vào tháng 2 năm 1951 mà chúng ta vừa tìm hiểu ở các thông tin trên đấy các em. Chúng ta sẽ đi tiếp vào hoạt động 2 nhé sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới. Nào, các em cùng cô đọc thông tin trang 36 sách giáo khoa nào. Cùng đọc với cô nhé. Ở các vùng tự do, nhân dân ta đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm để chuyển ra mặt trận. Trong hoàn cảnh chiến tranh, các trường đại học sư phạm, đại học y dược vẫn đào tạo cán bộ phục vụ kháng chiến. Hơn một triệu học sinh phổ thông vừa học tập vừa hăng hái tham gia sản xuất vì họ đều hiểu rõ học tập cũng là góp phần cho kháng chiến thắng lợi. Các em dựa vào thông tin mà chúng ta vừa đọc xong để trả lời cho cô câu hỏi những lĩnh vực của hậu phương phát triển vững mạnh là gì? Các em tìm kiếm thông tin trang 36 sách giáo khoa nhé. Các em có câu trả lời chưa? và đây là câu trả lời cho câu hỏi này những lĩnh vực của hậu phương phát triển vững mạnh đó là thứ nhất đẩy mạnh sản xuất lương thực thực phẩm thứ hai xây dựng được xưởng công binh nghiên cứu và chế tạo vũ khí phục vụ kháng chiến thứ ba các trường đại học tích cực đào tạo cán bộ cho kháng chiến học sinh vừa tích cực học tập vừa tham gia sản xuất tiếp theo cô sẽ cho các em xem một số hình ảnh có liên quan đến sự phát triển vững mạnh ở hậu phương nhé. Và đây là hình ảnh bộ đội giúp dân cấy lúa trong kháng chiến chống Pháp. Hình ảnh tiếp theo, Chủ tịch Hồ Chí Minh với sinh viên trường Đại học Y khoa năm 1955. Và đây là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đây các em. Tiếp theo đây là hình ảnh Bắc Hồ thăm công binh xưởng đầu tiên ở Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Các em có nhìn thấy trong ảnh người đeo kính đen không? Vâng, đúng rồi. Đây là người đeo kính đen, đó là anh hùng lao động Ngô Gia Khảm. Trong thời gian này, chúng ta đã xây dựng được các xưởng công binh chế tạo vũ khí, đạn dược, phục vụ kháng chiến. Từ năm 1951 đến năm 1953, từ Liên Khu 4 trở ra, ta đã sản xuất được 1.310 tấn vũ khí, đạn dược. Các em nhìn tiếp nhé và đây là giáo sư tôn thất tùng giảng bài cho sinh viên hình ảnh tiếp theo là giáo sư hồ đắc di giảng bài cho sinh viên các em thân mến đây là tất cả những hình ảnh có liên quan đến sự phát triển vững mạnh ở hậu phương đấy các em nhờ đâu hậu phương lớn mạnh đúng rồi các em đó là nhờ đường lối lãnh đạo đúng đắn của đảng nhờ tinh thần yêu nước của nhân dân cao đấy các em đã biết hậu phương của chúng ta tích cực thi đua về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục thì chắc chắn hậu phương sẽ lớn mạnh. Mà hậu phương sẽ lớn mạnh thì tiền tiến sẽ như thế nào? Tiền tiến của chúng ta sẽ vững chắc. Mà tiền tiến vững chắc thì chắc chắn chúng ta sẽ đi đến thắng lợi. Chúng ta đi tiếp vào hoạt động 3 nhé. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc ngày 1 tháng 5 năm 1952. Cô và các em cùng đọc thông tin trang 37 sách châu khoa nào. Cùng đọc với cô nhé. Ngày 1 tháng 5 năm 1952, Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc khai mạc, khẳng định những đóng góp to lớn của các tập thể và cá nhân cho thắng lợi của cuộc kháng chiến. Đọc thông tin sách giáo khoa xong, các em và cô đọc tiếp phần chú thích nhé. Nào, cùng đọc với cô nào. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc. Đây là đại hội đầu tiên để tổng kết và biểu dương những thành tích của phong trào thi đua yêu nước. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc đề ra nhằm mục đích gì? Các em dựa vào thông tin trang 37 sách giáo khoa để tìm câu trả lời nhé. cô nghĩ các em đã có câu trả lời rồi và đây là câu trả lời của cô đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc đề ra nhằm khẳng định những đóng góp to lớn của các tập thể và cá nhân cho thắng lợi của cuộc kháng chiến tổng kết biểu dương những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của các tập thể và cá nhân cho thắng lợi của cuộc kháng chiến và một số anh hùng được bình chọn tại đại hội ở đây có 7 anh hùng được bình chọn tại đại hội đấy các em. Đó là một Cù Chính Lan, 2. La Văn Cầu, 3. Nguyễn Quốc Trị, 4. Nguyễn Thị Chiên, 5. Ngô Gia Khảm, 6. Trần Đại Nghĩa, 7. Hoàng Hanh. Và đây cô sẽ cho các em xem một số hình ảnh có liên quan đến đại hội nhé. Và đây là hình ảnh bác Hồ cùng các đại biểu dự đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất vào ngày 1 tháng 5 năm 1952. Trong bức ảnh các em có nhìn thấy bác Hồ kính yêu của chúng ta hay không? Các em giỏi lắm, các em đã phát hiện ra. Và đây là bác Hồ kính yêu của chúng ta. Tiếp nhé các em. Đây là hình ảnh bác Hồ cùng các đại biểu dự đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất vào ngày 1 tháng 5 năm 1952. Ở hình ảnh này thì chúng ta dễ dàng nhận ra bác hồ của chúng ta có đúng không nào tiếp theo cô sẽ gửi đến các em một số thông tin về bảy anh hùng được bình chọn tại đại hội người anh hùng thứ nhất đó là cù chính lan cù chính lan sinh năm 1930 anh từng nổi tiếng với thành tích chỉ một lưỡi dao cùn bắt sống được một binh sĩ pháp và cướp được một khẩu tiểu liên và được tặng huân chương chiến công vì thành tích tay không bắt giặc này. Các em có biết không? Anh hùng của Chính Lan còn nổi tiếng là anh hùng nhỏ tuổi gì xe tăng đấy các em. Người anh hùng thứ hai đó là La Văn Cầu. Trong trận phục kích trên đường đèo Bông Lao năm 1950, khi đang chỉ huy tổ bột phá hàng rào để đơn vị tiến công đồn, ông bị thương gãy nát cánh tay và đã nhờ đồng đội chặt đứt để khỏi vướng dùng tay trái ôm bọc phá đánh mở đường tạo thời cơ cho đơn vị đánh chiếm đồn địch khi nhắc đến anh hùng la văn cầu thì chúng ta lại nhớ cái tấm gương hy sinh dũng cảm ở trận đánh cứ điểm đông khê trong chi dịch biên giới thu đông năm 1950 mà chúng ta đã học rồi đúng không các em tiếp theo người anh hùng thứ ba đó là nguyễn quốc trị anh hùng nguyễn quốc trị sinh năm 1921 quê ở tỉnh nghệ an cuối năm 1946 Đầu năm 1947, ông đã diệt được 19 tên Pháp và 2 tên Nhật. Trong chiến dịch Thu Đông năm 1950, ông đã chỉ huy đánh tan hai trung đội của Pháp, diệt và bắt 22 tên địch, phá kế hoạch hợp quân của giặc. Tiếp theo nhé. Người nữ anh hùng thứ tư là người nữ anh hùng duy nhất được bình chọn tại đại hội có tên là Nguyễn Thị Chiên. Nguyễn Thị Chiên sinh năm 1930. Bà đã tham gia xây dựng nhiều cơ sở kháng chiến phá giao thông đường 39, phá tề, làm bị thương, diệt và bắt nhiều tên địch. Bà là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được nhà nước ta tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Người anh hùng thứ năm có tên là Ngô Gia Khảm. Ngô Gia Khảm sinh năm 1912 sau khi cách mạng thắng 8 thành công, chính phủ và đoàn thể giao cho anh thành lập xưởng quân giới đầu tiên ở Việt Bắc để nhồi đạn và các thứ vũ khí khác trước những nhiệm vụ cao cả, anh luôn dồn hết sức lực của mình phục vụ kháng chiến vì lý tưởng của đảng, vì cuộc sống của nhân dân. người anh hùng thứ sáu có tên là trần đại nghĩa, ông tên thật là phạm văn lễ. năm 1946, ông cùng với kỹ sư luyện kim võ quý hưng, bác sĩ trần hữu tước, theo hồ chủ tịch về nước, tham gia tổ chức chế tạo vũ khí cho quân đội tại núi rừng việt bắc và tên Trần Đại Nghĩa đó là bác Hồ đặt cho ông khi ông từ Pháp trở về đấy các em. Người anh hùng thứ bảy đó là Hoàng Hanh. Anh hùng lao động Hoàng Hanh đã có thành tích trong thăm canh, trồng trọt và phát triển chăn nuôi, cải tiến kỹ thuật và công cụ, tham gia tích cực vào tổ đổi công và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Cô vừa thông tin đến các em, bảy anh hùng được bình chọn tại đại hội. Các em thân mến, để khắc sâu kiến thức của bài học hôm nay cô sẽ cho các em chơi một trò chơi có tên là lật mảnh ghép và ở đây cô có bốn mảnh ghép chúng ta sẽ lật từng mảnh ghép một ở sau mỗi một mảnh ghép là một câu hỏi nếu các em trả lời được một câu hỏi của mỗi mảnh ghép thì mảnh ghép đó sẽ được mở ra nào chúng ta đã sẵn sàng chưa nếu sẵn sàng rồi chúng ta sẽ đi vào mảnh ghép thứ nhất như các em lật mảnh ghép số 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng vào tháng 2 năm 1951 đề ra nhiệm vụ gì? Đó là đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. Các em giỏi lắm, mảnh ghép thứ nhất chúng ta được mở ra. Chúng ta tiếp tục lật mảnh ghép thứ hai nhé. Các anh hùng được nêu trong đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc gồm những ai? Câu này thì dễ rồi, đúng phải không các em? chúng ta mới vừa nghe cô thông tin. Đó là cô Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh. Cô chúc mừng các em lật được mảnh ghép số 2. Chúng ta sẽ lật tiếp mảnh ghép số 3 nhé. Theo em, vì sao hậu phương phát triển mạnh như vậy? Đúng vậy các em. Đó là nhờ đường lối lãnh đạo đúng đắn của đảng, như tinh thần yêu nước của nhân dân cao. Cô tiên dương các em nhé, các em đã trả lời đúng và mảnh ghép thứ ba đã được mở ra. Chúng ta sẽ đi vào mảnh ghép cuối cùng nhé. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức khi nào? Như các em đã biết, Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 1 tháng 5 năm 1952 các em thân mến bốn mảnh ghép chúng ta đã được lật mở và sau bốn mảnh ghép là một hình ảnh các em quan sát xem người trong ảnh là ai đây các em giỏi lắm đó là bác hồ kính yêu của chúng ta người đang làm gì các em vâng bác đang ngồi làm việc Nhìn hình ảnh của bác Hồ, cô nhớ lại bài thơ sáng tháng 5 của nhà thơ Tố Hữu. Và cô nhớ hai câu thơ đúng với cái hình ảnh của bác Hồ. Đó là người ngồi đó với cây chì đỏ, vạch đường đi từng bước từng giờ. Cô chúc mừng các em nhé đã lật được tất cả các mảnh ghép. Sau mỗi bài học thì chúng ta sẽ rút ra được ghi nhớ. Cô và các em cùng đọc ghi nhớ nhé. Sau năm 1950, hậu phương của ta được mở rộng và xây dựng vững mạnh, làm tăng thêm sức mạnh cho cuộc kháng chiến. Nào, cô trò chúng ta đọc lại lần hai nào. Sau năm 1950, hậu phương của ta được mở rộng và xây dựng vững mạnh, làm tăng thêm sức mạnh cho cuộc kháng chiến. Các em ghi lại nội dung bài học sách giáo khoa trang 37 và học thuộc lòng ở nhà nhé. Chuẩn bị bài sau cho cô đó là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ các em thân mến bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi cô mến chào các em hẹn gặp lại các em ở tiết học sau nhé